là một trong những hộ gia đình tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Gia đình ông Hồ Văn Vàng cùng hơn 110 hộ dân ở bản Rông Ho, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đã được nhận tiền hỗ trợ từ nguồn bản tín chỉ carbon. Đối với ông Vàng và bà con dân bản nơi đây, nguồn kinh phí này sẽ góp phần giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, từ đó chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ rừng bảo vệ rừng. Có cuộc tuyên truyền à, thường xuyên của cơ quan đầu châu khởi nước trong thì bà con cũng có nhận thức thêm về cái cái chế độ chi trả và công tác quản lý bảo vệ rừng bên vững à, cho nên bà con được cải thiện hơn cái đời sống. Chúng tôi cùng với bà con luôn luôn sát cánh cùng khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe Nức Trong để tạo những cái hình những cảnh đẹp và thiên nhiên của rừng tự nhiên mà trời ban tặng. Khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe nước Trong có diện tích hơn 22.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 90%. Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban quản lý khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong đã chi trả được hơn 2,5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho cộng đồng tham gia hoạt động quản lý bảo vệ rừng ở 6 bản thuộc hai xã Kim Thủy và Lâm Thủy huyện Lệ Thủy và hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng tham gia thỏa thuận quản lý bảo vệ rừng. Nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sẽ giảm áp lực vào rừng và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Trong năm 2023 thì đơn vị cũng được chi trả là À, gần 10 tỷ đồng Tức là trên cái diện tích là 34.000 à, rừng tự nhiên trong đó là có rừng đặc dụng là 22.000 và rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 12.000 thì à, cái chương trình này á, thì à, theo tôi đánh giá là nó có ý nghĩa rất là lớn trong cái à, bối cảnh mà cái công tác bảo vệ rừng á, cái kinh phí và cái nguồn lực mà nhà nước hỗ trợ cho cái công tác bảo vệ rừng là nó cũng còn rất nhiều hạn chế thì cái nguồn ơ ba này là một cái động lực để mà giúp các cái chủ rừng là bảo vệ rừng tốt hơn và giúp cải thiện cho điều kiện người dân sống trên gần rừng sống gần rừng có điều kiện hơn và người ta có một cái khoản thu nhập để người ta cục chung tay với các cái ban quản lý để bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên tốt hơn. Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng lớn về giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng. Thực tế, việc chi trả tín chỉ carbon sẽ góp phần tăng kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh cũng như nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.